Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 3 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn chia 10.000 tỷ top căn Ecatino. Thì bạn nào có làm dự án này thì cần phải update đăng ký một cái website để nó sau này nó phân phối các bạn. Thì để update được thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở link web của nó ra các bạn. Thì bạn bấm vào video sign up nữa. Đối với bạn nào chưa có tài khoản thì bạn đăng ký một cái tài khoản mới các bạn. Anh em thì bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Rồi đây thì email. Lưu ý các bạn, cái email này là cái email các bạn khai báo ở trên link form người ta các bạn. Trước kia các bạn khai báo trên form email nào thì các bạn điền email đó. Rồi các bạn nhập password của mình vào. Rồi dòng thứ 3 thì password, dòng thứ 4 các bạn xác nhận password các bạn, bấm vào sign up nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vào email complete các bạn. Vì mình bận quá mà nó chuyện chắc hoài các bạn ơi. Ok, nếu nó không gửi email về thì các bạn login luôn các bạn. Có thể nó lấy cái ID mình luôn các bạn đăng nhập vào các bạn. Rồi, các bạn bấm sign in đây các bạn. Rồi, các bạn lưu ý các bạn copy cái mã 23 này các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi, sau khi nó hiện ra một cái mã Google thì các bạn dùng một cái máy điện thoại khác các bạn chụp cái màn hình này lại nha các bạn. Sau khi bạn chụp màn hình xong thì các bạn download về một cái app của tên là Google Authentication nè các bạn. Thì bạn mở cái app lên các bạn bấm vào một dấu cộng nè. Các bạn bấm vào một quét mã QR nè các bạn. Rồi các bạn đưa vô các bạn. Rồi, vậy là mình đã có một cái mã khóa của nó các bạn. Sau khi có mã khóa của nó xong thì các bạn mở cái địa chỉ Google Authentication nè. Google Authentication này chạy trong vòng 60 giây các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Mã khóa này nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Chết, nhanh nhanh cái. Bạn dán vào. Rồi bạn bấm một. Rồi các bạn bấm vào một xác thực nha các bạn. Chưa, để mình lấy. Các bạn lưu ý cái mã này chạy trong vòng 60 giây đâu lại nha các bạn. Các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Rồi các bạn bấm xác thực. Rồi ok, vậy mình xong rồi. Thì sau này tôi cần nó sẽ trả về đây, về đây nha các bạn, về địa chỉ với mình ở chỗ này nè. Thì các bạn có thể tải app xuống Whisper chương trình bán hàng video 10 ngày nó kết thúc. Sau này có nó trả về đây các bạn có thể rút được các bạn. Rồi sau này nó có trả về mình sẽ thông báo, mình làm cái video hướng dẫn các bạn rút con tôi cần này về sau các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.